lại gặp cái bọn đáng ghét này nữa rồi. Mấy bà muốn gì? Tự nhiên chặn đường tụi tôi, muốn gây lộn nữa hả? Đó là bạn của mẹ chứ không phải của con. Bạn mà sao lúc nào mà cũng nhận tiền của người ta hết vậy? Tụi bay tự do quá ha. Dắt bạn về ở chung phòng mà không báo với ai hết. Ủa, mà chủ nhà trọ thì chết rồi hả? Đến lúc tụi tao cho tụi bay biết nhóm superstar tụi chị đây không phải ai cũng đụng vào được đâu. Ông ta lại tới nữa sao? Con đừng có nói như vậy. Dù sao chú cũng là người lớn mà. Hát lên đi, nói ra đi.